Đâu cái gì? Cái này nhớ là cái bút xó. Chiếc xó màu trắng hả? Có cái ông trống. Cái này là gom. Nếu như cậu đó mà bấm cái nút này là nó. Ê, wow. Mỗi ngồi cho mỗi cái gì đã vậy? Đâu mọi người? Cài. Đẹp như vậy? Thử rồi. Cài lên coi. Từ từ lên. Nào. Kim cương hả? Vỏ bằng bút chì gì đó. Nó mềm quá vậy. Đâu cài lên được không? Gỡ ra được không? Mà chừng nó hư á. Nó đèn nữa hả? Dữ. Đâu quay qua đây coi. Cầm một cài giùm mẹ đi. Cài coi. Cài lên coi. Đâu? Đứng đây coi, dạm đây coi. Dạm đây các ơi. Dữ. Phát hiện em rồi đấy rồi. Xong rồi đó. Múa đi. Nó kẹo hả? Nó kẹo không? Đi qua đây. Lấy bạch nhỏ đi ngồi có mình ngồi nhau nó trả cái đó lại hả? Đi đâu hả? Nó trả sữa lại. Không sữa nữa hả? Sữa không cần nữa hả? Trả lại hả? Con móc ngon trả không? Trả lại con mua 2 lóc tiếp. Đi. Phải mua nguyên tim rồi giờ trả lại một người phải không? Đi 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 đi. Ủa nhưng mà tim gì kìa cái gì vậy nãy gì vậy bánh thịt gà sao giống tan chảy quá vậy trước mỗi ăn rồi đây. Rồi đi về chứ có mua bánh mì không? Mua bạn ổn mì đi. Ăn gà không? Rồi gà hả? Thì mua à, ăn mua ăn cái gì? Mua gà gán cho mọi nữa. Gà gán nữa hả? Mọi gà mua bánh mì nha. Chơi chú gạo đi. Thôi mua cũng nhiều quá, mua thêm bánh mì ăn không? Ngổ thôi. Tính tiền hả? Tính tiền đi. Người ta mấy cà gì khuyến mãi. Mua nước, mua nước.